Các bạn thân mến, thời điểm trước Tết Nguyên đán có rất nhiều bạn đã theo dõi, yêu mến và mua sắm rất nhiều những thiết bị karaoke do tôi cung cấp. Có nhiều bạn luôn luôn đặt hàng tôi với những sản phẩm của CAVS, của JBL, của Martin, của DB Acoustic, v.v. Nhưng các bạn thấy trên thị trường hiện nay thì những dòng sản phẩm karaoke nó cũng khá đa dạng và phong phú, cũng giống như những dòng nghe nhạc chuyên nghiệp vậy. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào túi tiền của các bạn. Nhưng các bạn nếu như chúng ta tinh ý một chút, các bạn để ý một chút khi mà chúng tôi test, chúng tôi giới thiệu các sản phẩm, các bạn nghe thấy âm thanh nó vừa tai thì các bạn chăm chú để ý xem tôi ghép những thiết bị gì với những thiết bị gì. Còn mẹo chỉnh thì tôi đã có video clip hướng dẫn rất chuyên sâu. Tôi đã có video clip trên kênh YouTube nói rõ là không giấu nghề, hướng dẫn các bạn cách chỉnh vang cơ cũng như vang số, làm sao để nó đạt được những hiệu quả phù hợp với áp suất trong căn phòng của quý vị và các bạn. Vậy quý vị có thể vào YouTube gõ chữ Cương Audio chỉnh vang thì các bạn sẽ tìm thấy những video, mong rằng nó sẽ giúp ích phần nào đó cho các bạn. Các bạn thân mến, tất cả mọi yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép xin vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook hãy dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ như dòng chữ nhỏ dưới cùng của tấm biển. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để mua những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Đối với tất cả các sản phẩm khi tôi ghép bộ bán, nhưng các bạn có thể mua cả bộ hoặc có thể mua rời từng thiết bị tùy theo sở thích của quý vị và các bạn. Nếu như quý vị có nhu cầu sửa chữa những thiết bị audio của gia đình, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới của màn hình. Trong chương trình hôm nay, tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn 3 mẫu loa súp và 2 mẫu mic có lẽ sẽ làm cho quý vị và các bạn thêm phần phấn khích và chúng ta sẽ có thêm cơ hội lựa chọn những sản phẩm vừa tiền nhưng chất lượng vàng. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây các bạn thấy tôi giới thiệu đến các bạn rất nhiều những dòng súp bãi, rồi những dòng súp hơi, súp điện bắt 30, 40, 25, v.v. Các bạn thấy rất nhiều những sản phẩm của tôi giới thiệu đến các bạn đều đa dạng, phong phú về chủng loại và mẫu mã. Nhưng trong chương trình hôm nay thì các bạn nhìn thấy trước mắt đó là 3 mẫu loa súp mới tinh 100% nguyên thùng, hàng chính hiệu, chính hãng, hưởng đầy đủ các chế độ bảo hành. Và những sản phẩm như thế này còn nguyên thùng để cho quý vị và các bạn hãy yên tâm. Ở giữa thì các bạn nhìn thấy dưới tấm biển thì tôi để ra đó là một chiếc loa súp. Đây là súp của DB Acoustic và trước Tết thì rất nhiều bạn yêu thích đặt hàng tôi, nhưng đến khoảng tầm 22 trước Tết là đã cháy hàng, kể cả những dòng súp của CAVS. Và ngày hôm nay thì các bạn thấy mặc dù đầu xuân năm mới hàng hiện nay cũng rất khó về và giá của nó thường đội lên rất là cao. Các bạn đang nhìn thấy ở giữa đó là mẫu loa súp của DB Acoustic. Đây là một con súp mà các bạn rất là yêu thích. Tôi cũng chưa hiểu tại sao, nhưng có lẽ chúng ta là những người tiêu dùng thì chúng ta là những người thông thái và câu hỏi nằm ở phía chúng ta. Các bạn thân mến, đây là súp của DB Acoustic có màu nâu sẫm. Nhìn thấy là khỏe khoắn, nó pha trộn giữa màu vàng với màu đen tạo ra cái màu nâu sẫm, khỏe khoắn. Các bạn nhìn thấy tất cả những tem chính hiệu của nó quét mã vạch đều lên cả và có thể quét được cả mã cúc của nó nữa. Đây là một con súp có thiết kế vuông thành sát cạnh, hay nói chính xác là toàn thân của nó là hình chữ nhật, nhìn rất là hầm hố. Và các bạn nhìn thấy rồi, cái gân của nó rất là lớn, như vậy là rõ ràng công suất của nó rất là mạnh mẽ. Và màng của nó sơn bóng rốn cạn, các bạn nhìn rõ. Đấy, màng bóng rốn cạn. Cấu trúc như thế này chỉ cần nhìn qua ta hiểu ngay ý đồ của kỹ sư, đó là tạo ra một con súp cho tiếng súp có thể vọng đi xa. Nhắc chính xác hơn các bạn là có thể đánh ở không gian lớn và làm cho cái tiếng trầm nó vang vọng đi xa. Con súp này nguyên thùng mới 100% và cũng không có nhiều. Ngày hôm nay thì tôi chỉ có được 5 chiếc thôi. Nói thật với các bạn là chỉ có 5 chiếc thôi, hàng rất là khó và hiếm. Hầu như các cơ sở khác thì anh em cũng đã cung cấp. Và con súp này nếu đúng thì hiện nay là nó lên khoảng 5 triệu 800 ngàn đồng một chiếc. Tuy nhiên tôi có 5 chiếc thôi, tôi cũng bán cho các bạn với giá như trước Tết là giá chỉ 5 triệu 500 ngàn đồng. Các bạn thân mến, tôi chỉ có 5 chiếc thôi. Súp của DB Acoustic giá 5 triệu 500 ngàn đồng nguyên thùng. Và giá trên thì các bạn cũng vui lòng không mà cả không trả giá nữa. Các bạn thân mến, tôi nhắc lại một con súp, đó là tôi bày ra lấy mẫu, đó là súp DB Acoustic. Bây giờ các bạn hướng sang bên này, chúng ta lại nhìn thấy này, đây là súp đa hướng. Còn bên này thì các bạn thấy đó là súp định hướng, thì con này cũng là súp định hướng, con này cũng là súp định hướng của CAVS. Nếu như các bạn nhìn thấy con súp của thằng DB Acoustic này, nó có lỗ thông hơi phía sau, thì thằng súp CAVS nó lại có một cái lợi thế lớn là nó lại có hai lỗ thông hơi phía trước và một bát màu bạc nhìn khá giống với lại súp của thằng JB. Và các bạn nhìn thấy từ cái gông loa cho đến cái màng loa của nó cũng sơn bóng và nó cũng tạo cái độ cứng để cho tiếng bát của các bạn vang đi xa. Và hơn nữa thì các bạn nhìn thấy phía dưới cái bát ấy, để có hai lỗ thông hơi. Điều này giúp cho áp suất của cái loa súp này khi nó hoạt động nó dội trực tiếp vào phía các bạn, và các bạn mở nhỏ các bạn vẫn cảm thấy âm lượng rất là đầy đủ, tiếng bát rất là mềm mại. Và thằng này thì các bạn thấy đấy, nó đóng theo hình chữ nhật. Xin lỗi các bạn, bên này là hình vuông này. Đấy, lúc nãy tôi nói nhầm. Và bên này là hình chữ nhật, vì ngày xưa tôi rốt toán nên không phân biệt được thế nào là hình vuông và hình chữ nhật. Các bạn thân mến, ở bên này thì các bạn thấy một con súp của CAVS thùng màu vàng và bát màu trắng, được đóng theo kích thước dạng hình chữ nhật và kích thước của nó lớn.
cộng hưởng của thùng lớn tạo ra tiếng bass rất là mạnh mẽ, và giá của nó cũng chỉ 5.500.000 đồng thôi. Giá trên thì các bạn cũng vui lòng không mà cả không trả giá, không gồm cước vận chuyển, mới tinh 100% nguyên thùng, hàng chính hiệu. Ở bên này thì các bạn lại nhìn thấy một sự lợi hại nữa, đó là một con súp của CAVS có thùng màu vàng sẫm, đó là con súp đa hướng. Các bạn nhớ nhá, bát hướng của chúng ta thì là định hướng, tức là nó hướng bát vào một vị trí chúng ta có thể định được. Nhưng đối với con súp này là súp đa hướng, bát đánh úp gầm xuống nền nhà và sử dụng nền nhà để tán sóng về các hướng thì gọi là đa hướng. Và con súp đa hướng này có lợi thế là khi chúng ta bước vào một căn phòng thì chúng ta rất là khó nhận ra là có súp hay không có súp, bởi vì con súp đa hướng này âm thanh của nó, tiếng trầm của nó dội về các hướng. Bình thường thì các bạn có thể sử dụng luôn nền nhà, các bạn có thể là giải thảm này. Đấy, hay là các bạn có thể bày một cái tấm vật liệu cứng ở phía dưới để làm cái nền để tán sóng, làm cho tiếng bass có thể mạnh mẽ hơn, hoặc là nó bị tiêu tiếng bass đi một chút, làm cho tiếng bass êm dịu hơn một chút, thì tùy các bạn. Và con súp này cũng thế, có giá 5.500.000 đồng. Súp cũng bass 30, bass của nó cũng màu như thế này nhưng nó úp xuống dưới lòng. Và con súp này là súp đa hướng của CAVS, giá cũng chỉ 5.500.000 đồng, mới tinh 100% nguyên thùng. Và các bạn nhớ những sản phẩm tôi bán cho các bạn là những sản phẩm chính hiệu mới tinh, cho nên các bạn cứ yên tâm dùng thôi. Bây giờ trở lại với vấn đề, các bạn thấy là trong quá trình ca hát thì cái mic quan trọng lắm, nó là cái cửa ngõ để thu âm cái giọng của các bạn như thế nào mà nó phản ánh được trung thực trên dàn. Thì ngoài cái yếu tố loa thì một cái yếu tố cực kỳ quan trọng đầu vào đó chính là mic. Thì có rất nhiều những cái dòng mic mà tôi đã bán cho các bạn. Các bạn thấy có những cái dòng mic mà khi tôi giới thiệu các bạn giá rất là hợp lý thôi. Kể cả mic Shure có dây giá chỉ 1 triệu đồng thôi nhưng âm thanh rất là sắc nét. Và tôi luôn luôn quan tâm lựa chọn những cái sản phẩm nào. Có những cái sản phẩm rất là đắt, 7, 8 triệu, 10 triệu, thậm chí 12 triệu, 15 triệu một bộ mic. Nhưng các bạn thấy là nếu như chúng ta ghép mà không chuẩn trên đồ, nó không ăn ý được với nhau thì nó cũng lãng phí. Và một trong cái giải pháp mà tôi thấy là ngon, bổ rẻ, đúng nghĩa thì xin giới thiệu các bạn tiếp tục hai mẫu mic nữa. Và cũng nhắc với bạn là số lượng cũng không có nhiều. Ở bên này thì các bạn, nếu như các bạn nhìn vào cái thương hiệu, các bạn thấy rồi, đó là súp CAVS, một cái thương hiệu của Mỹ. Và CAVS thì từ trước nên tôi vẫn giới thiệu đến các bạn, đó là mẫu súp, xin lỗi các bạn, là mẫu mic T4i và T4s. Thì ngày hôm nay xin giới thiệu các bạn đó là mẫu mic CAVS V3. Dòng V3 này thì nó hầm hố hơn và nhìn nó đẹp mắt hơn, nhưng về cơ bản thì chất âm của nó cũng giống như dòng T4i, T4s. Phẩm chất của mic CAVS có thể gói gọn trong mấy chữ, đó là trong sáng, sắc nét. Nhắc lại các bạn là 4 chữ thôi: trong sáng và sắc nét. Và các bạn gói gọn nó hơn nữa, gọi là sáng và nét. Còn bên này các bạn thấy con mic của thằng DB Acoustic. Mic này thì trước Tết các bạn thấy rồi, tiếng nó lại rất giống với lại mic JB. Riêng mic của thằng DB này thì cái tiếng mic của nó lại rất giống với tiếng mic của thằng JB. Và đó là mẫu mic DB Acoustic. Thì các bạn thấy rồi, mẫu này thì cũng một đầu thu hai tai mic và tiếng nó rất là ấm và nét. Bên này thằng này là sáng nét, thì thằng này là ấm và nét và tiếng rất là giống với JB. Thì cái mẫu mic này này tôi cũng không có nhiều, cũng chỉ có 5 bộ thôi. Ngày hôm nay về được có 5 bộ thôi. Và giá của nó cũng không đổi so với trước Tết. Giá 3, xin lỗi các bạn, là 3.500.000 đồng. Đấy, 3.500.000 đồng một bộ này. Giá trên thì các bạn thấy là nhà máy đang bán khoảng 4.200.000. Tôi để cho các bạn giá chỉ 3.500.000 thôi. Và thằng này cũng thế, giá 3 triệu. Mẫu V3 của CAVS thì có giá 3 triệu đồng một bộ, một đầu thu hai tai mic. Và các bạn thích mẫu nào thì các bạn lựa chọn thôi. Tất cả đều một đầu thu hai tai mic. Và tất cả các bạn nhìn thấy đều sử dụng băng tần UHF các bạn nhé. Sử dụng băng tần UHF. Trước đây thì phần lớn chúng ta sử dụng băng tần VHF, nhưng các bạn thấy đấy, VHF thì nó có cái hạn chế riêng, tôi đã có video phân tích rồi. Và hiện nay với quá trình thương mại hóa và làm rẻ hóa các thiết bị đi để người tiêu dùng có dễ dàng sở hữu được, thì đa số người ta đã sử dụng băng tần UHF. Các bạn thân mến, như vậy là tôi đã báo giá mic này, DB, rồi mic CAVS V3, rồi súp DB và súp CAVS, kể cả đa hướng và định hướng. Các bạn thân mến, ở phía trên thì các bạn nhìn thấy, chút nữa thì tôi quên, đây là một cặp loa bãi, đó là cặp loa Martin xịn. Các bạn thân mến, tôi nhắc lại là cặp loa Martin xịn đấy, của hãng Bass 30. Cặp loa này thì giá mới của nó đắt lắm, nó khoảng tầm hơn 40 triệu. Cặp này tôi để cho các bạn giá 9.500.000 đồng. Đẹp không tì vết, không đẹp không lấy tiền, không zin không lấy tiền, không xịn không lấy tiền, không hay thì biếu không các bạn. Đã nói đến Martin xịn thì các bạn biết rồi, những cái cặp Martin hiện nay hãng đang chào tôi bán ấy, giá nó thường thường khoảng 48 triệu đến khoảng 55 triệu đồng một cặp. Đấy, đây là cặp bãi giá chỉ 9.500.000 đồng thôi. Đó là Martin các bạn nhé, cặp Martin F12. Đây là cặp Martin F12 Bass 30, hàng xịn chính hiệu. Lát nữa thì tôi sẽ test cho các bạn nghe, các bạn nhớ vào kênh của tôi để theo dõi.
Các bạn thân mến, tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép xin hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những người như tôi thì thường là vụng về, không khéo nói, nhưng tuy nhiên thì khi nói với các bạn cái điều gì đó thì thường thường đó là cái sự chân thật, sự chân thành từ cái kinh nghiệm chơi quá trình va chạm các thiết bị. Và chăm nghe không bằng một thấy, thì các bạn cứ trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để mua sắm và nghe bản test của tôi, rồi các bạn thích cái nào thì các bạn cứ có thể đặt hàng để chúng tôi chuyển phát đến tận nơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.